Báo điện tử VTC News đổi tên miền từ vtc.vn sang vtcnews.vn. Cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không Không quân làm công tác chuẩn bị cho buổi bay diễn tập nhằm nâng cao kỹ thuật cho buổi kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trung đoàn đã tự nghiên cứu, xây dựng bài bay, tổ chức lên lớp huấn luyện cho phi công, thành viên tổ bay trong không khí nghiêm túc và tỉ mỉ, đặc biệt là huấn luyện về cự ly giãn cách đội hình bay và phương án xử lý các tình huống bất trắc trong quá trình bay. Trước khi bay, các phi công cùng kỹ thuật viên kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết để đảm bảo an toàn. Bộ phận mặt đất và phi công phối hợp nhuần nhuyễn để những bài bay diễn ra một cách thuận lợi, đúng theo ý đồ đã được xây dựng. Những chiếc trực thăng Mi-171, 172 và Mi-17 sẽ được treo dưới bụng một quả nặng có trọng lượng 145 kg. Quả nặng này nối với một sợi dây cáp dài 8 m treo lá cờ phía dưới bụng máy bay, giúp cho lá cờ có thể tung bay cân đối khi trực thăng tiến về phía trước. Dự kiến từ ngày 22 tháng 4 năm 2024 đến ngày 2 tháng 5 năm 2024, thời gian sơ duyệt cấp nhà nước dự kiến ngày 3 tháng 5 năm 2024 và tổng duyệt cấp nhà nước dự kiến ngày 5 tháng 5 năm 2024.